Những ngày qua, thành phố Toronto, Canada phải đối mặt với không khí khô lạnh kỷ lục. Tại thành phố Toronto, khi nhiệt độ xuống tới âm 31 độ C, mưa tuyết đã làm cho nhiều tuyến xe buýt phải ngưng hoạt động, khiến cho việc đi lại trở nên khó khăn. Thời tiết Toronto như các bạn cũng thấy là mấy ngày nay rất là lạnh và tuyết rất là nhiều. Khi mà mình đi lại thì mình cũng rất là khó khăn, tại vì rất là nhiều tuyết và nó cũng tan ra, nó làm cho đường xá nó cũng dơ á. Khi mà những ngày mùa đông như vậy thì mình đi lại cũng đi khi mà từ cái việc đi làm mình cũng rất là khó khăn hơn, nó làm ảnh hưởng tới cái việc mà cái thời gian mình bus chạy, thì khi mà xe buýt nó chạy nó cũng mất thời gian hơn, mình đứng đợi cũng lâu hơn, rất là lạnh các bạn. Thực tế là hàng quán vắng người qua lại, các trường học mầm non cũng đã đóng cửa, hạn chế các hoạt động ngoài trời cho các em nhỏ. Nhiều trường đã cho học sinh nghỉ, tuy nhiên những lĩnh vực khác vẫn hoạt động bình thường. Hôm nay nói chung là lạnh, quá lạnh luôn, trời ơi. Mặc dù trường đã cho các bạn sinh viên nghỉ hết rồi, nhưng mà mình vẫn phải đi làm. Mình đọc thời tiết thì thấy có cái nhiệt độ mà âm xuống nhiều như vậy là âm 30 độ. Mình thấy rất là kinh khủng. Hiện cơ quan môi trường Canada đã thêm nhiều cảnh báo nữa đến với người dân vì thời tiết vẫn lạnh sâu và người dân cần hạn chế ra đường khi không cần thiết.